Xin chào các bạn đã đến với kênh Hóng Tin Mới TV, nghe tin tức mới nhất nha. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông báo từ kênh nhanh nhất nhé. Khuya ngày 29 tháng 3, Trấn Thành, Harry Gun và nhiều nghệ sĩ đã đến tiễn biệt diễn viên Mai Phương. Diễn viên Mai Phương qua đời tại nhà riêng tối ngày 28 tháng 3, hưởng dương 35 tuổi. Gần 2 năm qua, cô đã lạc quan và mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Theo nguyện vọng của Mai Phương trước khi mất, cô muốn được an táng theo nghi lễ của đạo Kinh lành, bỏ qua nghi thức thờ cúng, thắp hương, cầu siêu. Tang lễ của Mai Phương được diễn ra ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thi hài nữ diễn viên sẽ được hỏa táng vào sáng ngày 31 tháng 3. Do dịch bệnh COVID-19 nên người nhà không thông báo công khai, hạn chế người đến thăm để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Tối ngày 29 tháng 3, vợ chồng Trấn Thành, Harry Gun cùng nhóm bạn thân Trúc Nhân, Quang Trung, Ali Hoàng Dương cùng mặc đồ đen, đeo khẩu trang, đội nón có lá chắn đến viếng Mai Phương. Trấn Thành cho biết, Mai Phương là nữ diễn viên xinh đẹp, đầy nghị lực nhưng tình duyên lận đận, sự nghiệp cũng không mấy suôn sẻ, cố gắng vượt qua hết mọi khó khăn, vừa có được tí niềm vui và hy vọng lại đối diện với bệnh nan y. Cho đến khi ra đi cũng ngay thời điểm không thuận lợi cho mọi người đến bên bạn để nói một lời tạm biệt. Tôi đang cố già lại ký ức để nhớ xem Phương, bạn tôi hạnh phúc nhất là khi nào, mơ hồ lắm, vì lần nào gặp, mắt cũng sâu thẳm nỗi buồn, tay chân thì tất bật vì phải chạy nhiều show, lâu lâu thấy được cổ cười và lần sau gặp lại, thì thế nào nụ cười ấy cũng được thay bằng một vẻ mặt trầm tư, một đôi mắt mà nhìn vào trong đó, chưa bao giờ thấy bình an, thôi cũng một phận người, một cuộc chơi không mấy gì là sòng phẳng với một cô gái mỏng manh và đáng yêu như bạn. Luôn cố gắng mỉm cười là để che đi những rồn nén đã chịu đựng ngày này qua tháng nọ. Luôn tỏ ra lạc quan là để trấn an bản thân trước những ngã nghiêng sắc sửa đổ xô vào đời mình. Chưa bao giờ tôi thấy bạn ngưng chiến đấu với cuộc sống để giành lại hai chữ hạnh phúc. Nam MC xúc động nhớ về đồng nghiệp. Trong khi đó, Harry Gun cho hay cô chỉ gặp Mai Phương ở vài game show, nhưng lúc nào cũng theo dõi tin tức về nữ diễn viên sinh năm 1985. Vì mình đã từng bị bệnh ung thư, mình cũng bằng tuổi bạn. Lúc trước, chỉ mong bạn hạnh phúc với con và có sức khỏe, vậy mà cuối cùng đi quá xa, không biết nói gì nữa, bạn đi thanh thản nhé, đừng đau nữa nhé, Harry Gun chia sẻ. Tuấn Trần cũng có mặt tiễn biệt diễn viên Mai Phương lần cuối. Trước khi mất, Mai Phương đã nhận lời tham gia web drama Thần Chết Tập Sự. Trong phim, Mai Phương đóng vai một người vợ tảo tần vì gia đình, chồng con, cô có kết cục đau buồn khi ngày lìa đời cũng chính là ngày cưới của mình. Đây là dự án lần đầu tiên Tuấn Trần hợp tác cùng diễn viên Mai Phương. Ban đầu khi ngỏ lời mời, Tuấn Trần và quản lý của mình tỏ ra dè dặt vì sợ rằng sức khỏe và hoàn cảnh nữ diễn viên không cho phép. Tuy nhiên, mọi người đều rất bất ngờ khi Mai Phương đã nhận lời ngay lập tức, đồng thời tỏ ra hào hứng với dự án. Tôi xúc động khi chứng kiến những hình ảnh chị Mai Phương trên phim trường. Chị ấy chuyên nghiệp, không nề hà chuyện lớn bé và luôn mang lại không khí vui vẻ cho mọi người. Chính tâm thế lạc quan của chị khiến tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống, mọi thứ diễn ra xung quanh chúng ta tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực đều do chính bản thân mình quyết định. Đây cũng là một bài học lớn mà chị ấy truyền đến cho tôi và tất cả chúng ta. Tuấn Trần rơi nước mắt khi nhắc đến đàn chị, diễn viên Hà Chí Quang và Mai Phương từng đóng chung nhiều phim truyền hình. Nghe tin đàn chị mất, nam diễn viên không khỏi xót thương. Chị đi nhé, nụ cười chị còn mãi, hãy luôn phù hộ cho con gái, chị nhé. Người mẹ tuyệt vời, người đồng nghiệp thân thiện của em. Có mặt tại tang lễ, Hà Chí Quang và MC Ngọc Châu động viên tinh thần mẹ của Mai Phương. Cả hai nghẹn lòng khi hay tin con gái Mai Phương bé La Vi vẫn chưa biết mẹ đã mất. Cô bé ngây thơ và hỏi người lớn rằng, mẹ lên thiên đàng mấy ngày, khi nào mẹ về? Chỉ nghe vậy kể vậy thôi là đủ để thấy sự ngây thơ, hồn nhiên và chưa hề cảm nhận được sự mất mát quá lớn của một đứa bé. Chị đang ngủ rất say và hình ảnh chị vẫn đẹp mãi không bao giờ phai trong lòng của tất cả mọi người. Hà Chí Quang trải lòng thêm. Hồi tháng 8 năm 2018, thông tin Mai Phương âm thầm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối khiến khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng. Nữ diễn viên mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật cùng sự đồng hành, hỗ trợ của mọi người. Diễn viên Mai Phương, sinh năm 1985, từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong phim Những Thiên Thần Áo Trắng, Một Ngày Không Có Em, Sống Đời, Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa,